hello và chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Thu Nguyễn Tranh trên kênh YouTube này của mình. Hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn về một bức tranh hình bông hoa và có đánh số thứ tự các cánh hoa này. Và sau đây hãy tô màu cùng mình cho bức tranh này bằng những cây bút chì màu của mình nhé. Sẽ có tất cả là 6 cánh hoa được đánh số từ 1 đến 6. Và mình sẽ tô mỗi cánh hoa là một màu khác nhau nhé. Cánh hoa số 1 mình sẽ tô màu xanh dương. Cánh hoa số 2 mình sẽ tô màu cam nhé. Hoa số 3 thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây. Cánh hoa số 4 thì mình sẽ sử dụng màu đỏ. Sẽ sử dụng màu vàng. Phần thân của cái hoa này mình sẽ tô màu nâu nhé. Phần nhị hoa thì mình sẽ sử dụng màu xám này đi. Màu xanh đậm hơn một chút để tô màu cho đánh bóng cho những cái. Thank you.
hai cái lá này thì mình sẽ tô màu xanh lá. Đôi giày mới có review. Đôi giày cơ mà. Không chứ em review có hộp chứ. À thế phải lô giày ra nữa. Ờ. Còn đôi tất đây mà gì đôi tất. À anh Long ơi. Cầm lấy đôi tất nữa mà đi này. Ông em hai đôi đi trả hết rồi. Cho đôi tất cho em một thân. Đây này. Đây. Đây có hộp chưa? Mới tinh luôn. À ok. Hôm trước cái hộp cũ ấy gì. Nó cho anh hai đôi nhá. Anh đi một đôi rồi anh nhắn cho nó là em đi mất một đôi rồi sao ông sốt. Nó bảo không sao đâu anh ạ. Anh cứ giữ lên. Thế ông tưởng hôm sau nó không gửi mình nữa cơ. Nó lại gửi cho mình đôi nữa. Thôi chê, chê cho người xa nha. Đang xa, không người xa. Người xa mà đi. Ảo ấy. Xài nó đi rồi, còn thử đổi đi rồi. Xài nó mắc mắc. Ờ, mắc cắt rồi, nhắn bảo không sao đây ạ. Và bức tranh này đã được mình tô màu xong với 6 cánh hoa với 6 màu khác nhau rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu này của mình. Tạm biệt tất cả các bạn.